Dòng nhạc underground ngày càng phổ biến và được nhiều thính giả yêu thích. Tuy nhiên, đối với nhiều người, dòng nhạc này vẫn vô cùng xa lạ. Vậy nhạc underground là gì? Trai xinh gái đẹp nào đã ghi lại dấu ấn ở trong dòng nhạc này? Dòng nhạc underground, nhạc ngầm, nhạc dưới hầm là những thể loại nhạc không chính thống. Khác với âm nhạc đương đại, mang lại sự mới lạ cho thính giả, thể loại nhạc này hoạt động chính trên mạng Internet. Underground rất coi trọng tính chân thực, sự tự do sáng tạo, sự riêng tư và thường thể hiện các khái niệm thông thường, khác hẳn với những bài hát mang tính thương mại cao, tính cá nhân của nghệ sĩ. Đặc biệt, underground không đi theo các xu hướng hiện tại. Các sĩ nhạc underground thường hoạt động tự do, họ không có các hoạt động chạy show, phát hành album hoặc quảng bá trên những phương tiện thông tin báo chí. Thế giới của nhạc underground hội tụ những con người đam mê ca hát, họ hát và sáng tạo theo niềm đam mê âm nhạc với sở thích, sự tự do, họ không bị ràng buộc thương mại, không bị ràng buộc bởi bất cứ quy luật, xu hướng thị trường hay thị hiếu khán giả. Những underground đỉnh cao của showbiz Việt. Big Daddy, chàng rapper cao kiều Big Daddy không cho ra mắt nhiều MV, chỉ những với bản hit nóng mà anh và Hạnh Sino đã liên tục làm mưa làm gió trên khắp các bảng xếp hạng âm nhạc lớn tại Việt Nam suốt mùa hè 2013. Với MV phong cách trẻ trung, hài hước, giai điệu bắt tai, đánh trúng tâm lý giới trẻ đã mang lại cho MV sức nóng thực sự khi thu hút tới hàng triệu lượt người xem trên YouTube. Big Daddy là ca sĩ xuất thân từ thế giới underground đi theo hình ảnh gần gũi, bình dị năm 2013. Big Daddy được biết đến nhiều hơn nhờ bản hit Tình yêu màu nắng kết hợp cùng Đoàn Thùy Trang. Sơn Tùng MTP. Sơn Tùng MTP được biết đến với những bản R&B đen chất lừ, sôi động. Trước khi một bước thành sao, nhờ ca khúc Em Cũng Ngày Hôm Qua, Sơn Tùng MTP hoạt động trong giới underground được khán giả quan tâm đến với ca khúc Cơn Mưa Ngang Qua. Carrick. Gu âm nhạc của giới trẻ thường là sự mới lạ, ca từ bài hát mạnh mẽ. Chính vì thế, các bài hát rap underground của Carrick được đông đảo thính giả đón nhận thích thú, vô vập, điển hình là ca khúc Người Lạ Ơi Anh Không Đòi Quà. Carrick từng cùng Mỹ Tâm nhận giải thưởng MV xuất sắc nhất tại giải thưởng MTV Việt Nam 2011 với MV của ca khúc Rắc Rối. Phương Ly. Nếu yêu thích âm nhạc underground, hẳn bạn sẽ không thể nào không biết đến Phương Ly, nữ ca sĩ sở hữu nét đẹp dịu dàng, nữ tính cùng giọng hát ngọt ngào đã chinh phục khán giả yêu nhạc với những bài hát mang nhịp điệu trẻ trung và bắt tai. Bài hát Mặt Trời Của Em như một cánh cửa hé mở đưa bước chân cô nàng hot girl Phương Ly nổi tiếng một thời vào giới giải trí Việt. Emily. Từ thuở underground vừa chớm nở Việt Nam, Emily là cái tên khá quen thuộc trong giới trẻ lúc bấy giờ. Bước ra từ cuộc thi Miss Audition 2007, Emily tích cực hoạt động nghệ thuật hơn. Cô từng là thành viên của nhóm nhạc underground nổi danh một thời, Lady Killa. Sau đó, cô đầu quân về nhóm Bisuli cùng với Hạnh Sino và Huyền Baby. Tuy nhiên, nhóm đã tan rã sau một thời gian ngắn hoạt động. Năm 2013, đánh dấu cột mốc quan trọng trong sự nghiệp âm nhạc của Emily sau thành công của ca khúc Xin Anh Đừng hợp tác cùng với Justity. Hiện nay, Emily cùng nam rapper Big Daddy xây dựng tổ ấm hạnh phúc khiến nhiều người ngưỡng mộ. Cặp đôi cũng chính là chủ nhân của MV triệu view Mượn Rượu Tỏ Tình, từng làm mưa làm gió trên các bảng xếp hạng âm nhạc Việt một thời gian dài. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe. Nếu bạn thấy yêu thích video này thì hãy nhấn nút like và subscribe để đón xem những video tiếp theo nhé. Hẹn gặp lại tất cả các bạn vào những video lần sau.